Thưa quý vị, mới đây tại Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ ra mắt sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương. Cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, gồm hơn 400 trang, chia làm 3 phần. Với 39 bài viết, bài phát biểu trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo chỉ đạo đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Quân đội Nhân dân Việt Nam là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, được Đảng xây dựng, tôi luyện, rèn luyện, trưởng thành. Cho nên sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng là một lẽ tất yếu. Và đó lại đảm bảo cho sức mạnh của quân đội. Quân đội của chúng ta là quân đội nhân dân. Cuốn sách cũng đã thể hiện rất rõ về cái tinh thần tập trung xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại để bảo vệ Tổ quốc. Và đây cũng là một cái bước phát triển mới về tư duy, tầm nhìn để xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, xây dựng quân đội nhân dân nói riêng trong tình hình mới. Những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư là định hướng quan trọng để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đồng thời thể hiện sự lãnh đạo sâu sắc, toàn diện đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân.